Hello cả nhà, hôm nay thì bên Trung bảo trì xong rồi. Mọi người cùng lên xem là đợt này cầu 2 của mùa này có đồ gì mới nha. Ở trong shop thì hôm nay không có cái gì mới hết trơn á. Vẫn có cái package của Last Dance. Đó. Cái package này thì hôm nay sẽ bán ở bên bạn quốc tế nha. Mình vào xem đồ nè. Cái cầu thứ hai này của mùa thì chắc phải tuần sau bên mình mới có. Skin S đợt này là của anh tù nhân. Skin A thì có của Grimwick với lại Enchantress. Skin B thì có của màu sen nè. Của con nhện. Photographer. Nhìn cụ ngầu quá ta. Thằng lằn. First Officer. Và ba mây. Hi hi. Mình vào xem chi tiết đồ nha. Bấm lộn. Ban đầu là anh tù nhân mới. Hiện tại thì skill của anh ấy cũng tiến tàu không à. Với lại Linh cũng chưa mua được để test nữa. Có gì tuần sau thì Linh mua rồi Linh test cho mọi người xem nha. Đây. Mọi người thấy skin S đợt này như thế nào? Linh thấy nhìn nó hơi thường, nhìn giống skin A ghê á. Anh ấy cũng có một cái hộp giống như hộp nhạc của dancer á. Nhưng mà nó có điện thì phải. Có gì thần đúng không? À lộn, dây đó chắc dây điện. Bây giờ mình coi tới skin A nha. Trời ơi, skin A đợt này của Mẫn Nhi đẹp xuất sắc luôn cả nhà ơi. Đẹp lắm luôn á. Đó. Chắc mùa này Linh mong ra skin này à. Trời ơi. Mọi người thấy sao? Ở trên người của Mẫn Nhi có vết xước nè. Vết thẹo hay sao á. Kiểu như là săn bắn này kia đó. Đi tạo nghiệp nhiều quá mà. Trên tay có hình xăm nè. Đẹp chưa? Trời ơi, fan Mẫn Nhi điểm danh. Đẹp chịu không nổi luôn á. Giờ tới chị Rimwick nha. Đây chắc là skin A đầu tiên. À không, cái skin A đầu tiên là mỹ nữ trong tranh rồi. Và skin đó nó có collab nên là nó limited. Đây skin A mà có trong cầu đầu tiên nè. Con này là con chim hay là con cá nó không biết. Ở phía trên nó là chim, phía dưới nó là rắn. Con đệ đợt này xấu á. Con đệ nhìn như kiểu có bầu á. Hai nhìn nè. Nhìn khác gì bà bầu không? Đầm bầu. Đầm bầu á. Con người ta có nít nôi cho mặt đầm bầu. Kỳ cục. Con mẹ lúc nào cũng bảo hành con đệ hết trơn á. Bây giờ mình xem tới skin B nha. Ban đầu là màu sen. Màu sen đâu rồi? Đây. Kiểu như là cái concept đợt này nó theo kiểu thổ dân hay sao á.
nên là nhìn mặt ai cũng sẽ có cái như kiểu được vẽ vào mặt á đó. Bộ này nhìn nó thường quá. Tiếp theo là của chị Nhện. Bà Nhện đâu rồi? Ôi, skin của Nhận đợt này nhìn thấy ghê không? Sao Skin B thôi mà nhìn ghê hả? muốn chỉ nhiều Ồ. dính dăng tơ khắp mát hay gì Cái phần tay với phần chân nè. À nó làm gì có tay đó. Mấy cái chân nó quấn tơ quá trời luôn, quấn chỉ chứ. Ghê à. Mùa này skin Nhận được phết. Ngay cả skin Logic Pad cũng đẹp. Giờ tới photo. Cụ đợt này được đeo kính nha cả nhà. Nhìn thư sinh kiểu cưa sừng làm nghé. Trời ơi, cụ đợt này mọi người thấy sao? Trời ơi, nói gì đi. Fan cụ điểm danh. Được, skin B đợt này của cụ. Ổn đó. Bây giờ mình xem tới thằng Lằng nha. Đợt này skin của Hân, Hân, Hunter cũng nhiều ta. Có thằng Lằng nè, có Nhợ nè, có cụ nè. Bộ của thằng Lằng nhìn nó không có cái gì đặc sắc hết trơn á, chứ không phải là muốn muốn chê là sao. Chắc đám Hunter thì của chị Nhỡ với lại của cụ nhìn được nhất rồi đó. Mình qua tới skin của First Officer nha. Thuyền phó kể ra có quá trời skin B luôn. Thấy chưa, cái concept đợt này thổ dân nên là mặt ai cũng bị quẹt quẹt quẹt, nhìn đi, nhìn như kiểu bị nhỏ nồi vậy đó, ai cũng bị vẽ lên mặt hết trơn á. Cái này là đánh bài Tết bị quẹt nhỏ nồi lên mặt nè. Rồi, bây giờ tới skin cuối cùng nè. Ba mây. 3 mét. Đâu ta? Đây. Ủa hình như là của thằng Lằng hồi nãy mình có lộn không ta? Tại vì của thằng Lằng không thấy trên mặt bị vẽ kiểu thổ dân gì hết. Đợt này của 3 mét thì cũng được thôi chứ xin thấy không đẹp, tại vì nó cứ bị vẽ lên mặt á hai, nhìn nó kỳ kỳ sao á nè, con nào cũng bị vẽ lên mặt hết trơn á. Bị lên nhầm bị Ờ, đã được tắm đâu bị lem nhem á. Để coi lại, coi lại thằng Lằng coi có lộn skin không lần mà thường ta có vẻ rồi không. Cái này chính xác là của thằng Lằng rồi đó, kìa. mấy này không phải. Thằng lần đã dơ còn biết là đi Ồ, nhìn nhìn con thằng Lằng nó không có cái gì mới luôn nó đã dơ sẵn rồi á. giờ chỉ một đen thôi là xong chứ Trời, cứ tưởng là mình lộn cơ. Mọi người thấy skin của cái cầu này như thế nào, có gì comment ở phía bên dưới cho Linh biết với nha. Nhớ tặng Linh một like và một subscribe. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Bye bye.